Nhà sản xuất Châu Văn Hoài. Biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính Thành Long. Hồng Kông thời kỳ đầu, mấy lần xuất kích trước đều thất bại, cho nên hôm nay tôi đưa ra kế hoạch A. Ông phải nghiên cứu suy xét cho kỹ. Rõ. Thủ trưởng Murphy, chúng ta đi đánh những trận không chắc chắn thì thà tập trung kinh phí đó vào vấn đề an ninh sẽ thiết thực hơn nhiều. Đánh hải tặc không thiết thực sao? Theo những việc thực tế từ trước đến nay, lấy năm kia ra làm ví dụ nhé. Đến đảo hải tặc ở đâu các ông cũng còn không biết, làm cho gió vừa thổi đã chìm cả tàu. Đó là điều kiện khí hậu không phù hợp. Thế còn năm ngoái thì sao nào? Chẳng phải các ông đã nói tiến thẳng tới đảo Hoàng Long không thắng không về sao? Cuối cùng thì bị lạc đường chạy đến Bangladesh, người nào cũng mệt đến mức bùn rùn chân tay. Thế thì giải thích ra sao? Đó là do không thuộc địa lý. Cảnh sát đường thủy các ông đánh hải tặc dùng hết kinh phí, làm cho cảnh sát đường bộ chúng tôi 2 năm rồi vẫn chưa được tăng lương, chưa được nhận một đồng tiền thưởng nào. Cấp dưới đều oán trách tôi làm sao mà chịu nổi chứ? Đó là do nhân sự của cảnh sát đường bộ các ông không hòa hợp, chẳng có liên quan gì đến cảnh sát đường thủy chúng tôi cả. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn kịch liệt phản đối hành động thiếu suy nghĩ. Xin lỗi, tôi cũng nghĩ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đội trưởng Thạch nghĩ kế hoạch A có thể thực hiện được, thì lập tức triển khai đi. Anh Long, cấp trên đến tìm anh gấp. Đến đây. Anh Long, chào cậu. Anh Long, anh Bobby lấy chữ ký vào biên lai mượn vũ khí đạn dược đi. Ừ. Chào, xin tránh ra. Báo cáo. Thủ trưởng Thích, phiền ông phê chuẩn cho. Đánh chiến tranh thế giới à? Tao mượn nhiều vũ khí đạn dược thế này. Hải tặc không dễ đối phó. Nói thế có nghĩa là già khác dễ đối phó chứ gì? Được, đưa hết vũ khí súng đạn cho anh. Chúng tôi đành phải tiết kiệm một chút thôi. Số 77. Có, thưa thủ trưởng. Cậu dặn dò các anh em luyện tập tốt, bắt giặc không cần bắn súng, rượt đuổi với bọn chúng. Rõ, thưa thủ trưởng. Hài lòng chưa? Thực ra chỉ cần các cậu ngắm chuẩn một chút thì một viên đạn có thể giết chết được một tên, một quả lựu đạn có thể làm chết mười mấy tên, cần gì phải lãng phí nhiều đạn như thế chứ? Thủ trưởng, nếu ông không phê chuẩn thì chỉ cần viết không vào đó là được, việc gì phải nói nhiều như thế chứ? Sao? Anh nói với cấp trên như thế à? Anh nhìn lại bộ dạng của anh đi, đứng thì lắc la lắc lư như ngồi trên tàu vậy, không biết cấp trên của anh dạy dỗ quần thế nào nữa, chẳng ra làm sao cả. Anh về trước đi, tôi ghi xong sẽ chuyển cho bộ phận kho. Đứng lại. Anh nên vui mừng vì không phải là quân của tôi. Ra ngoài. Rõ. Viết thư cho mẹ à? Bảo bác ấy không phải lo, mấy ngày nữa là có thể về rồi. Anh đừng quên mang theo phao cứu hộ nhé. Ừ, khi ngủ anh cũng sẽ mang theo nó. Cần gì phải lưu luyến như thế, vui vẻ lên đi. Này, vẫn chưa biết là có thể tìm thấy hải tặc không? Các cậu sợ gì chứ? Mấy tên cảnh sát đường bộ nhìn chúng ta phải tỏ ra khí thế một chút, đừng để người ta coi thường mình. Anh Long. Đội trưởng. Các anh em đã đến hết chưa? Anh Long bắt buộc phải đi à? Đúng thế, tối mai sẽ xuất phát. Tao nhăn nhó mặt mày hết vậy. Ngươi cho em thêm cốc bia nữa. Cảm ơn. Làm đến mức chóng cả mặt. Anh Hồng, ở đây. Anh ấy đến rồi. Nào, lại đây. Sao đi muộn thế? Ngồi đi. Đây là Châu, bạn gái của tôi. Phục vụ bàn cho thêm 2 cốc nữa. Ông chủ. Đến ngay đây. Anh uống với chúng tôi 1 cốc đã. Này, mang bia lại đây nhanh lên. Ai mạnh nhất? Cảnh sát đường thủy. Ai oai phong nhất? Cảnh sát đường thủy. Cạn ly. Anh hầu bia hay bán bia hả? Có gì thì xuống âm phủ nói đi. Nói gì hả? Nói tiếng Tây.
Thôi thôi thôi, đến ngay đây. Xin lỗi, uống gì ạ? Bia. Mang bia đến đây. Em có phần không nào? Hòa, ngồi đi, ngồi đi. Bọn họ chúc mừng gì thế? Bọn họ đi đánh hải tặc, ngày mai phải xuất phát rồi. Tận dụng thời gian để uống, nếu không, không có cơ hội uống nữa. Anh gọi sữa cho em nhé. Cậu đừng làm hư hỏng người ta. Anh gọi bia cho em nhé. Gọi cho em cốc to vào. Giờ đây chúng ta không được thưởng, cũng không được tăng lương. Tất cả là do lũ rắn nước ấy lấy hết kinh phí đi đánh hải tặc rồi. Điều thảm hại nhất là bọn họ đã đi 2 lần rồi, nhưng đến đảo hải tặc ra sao, bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy. Đều là người của mình cả, đừng để bụng. Tôi thấy hòn đảo đó ở đâu, họ còn chưa biết rõ. Ngày mai xuất phát rồi, đừng gây chuyện nữa. Thái Bảo, tính tiền đi. Đi tính tiền. Ta về cậu, nghe nói ngày mai cậu về quê à? Đúng thế, quê cậu ở đâu? Ở Macao. Bây giờ hải tặc rất hoành hành, nhất định đừng đi tàu nhé. Thế phải đi bằng gì? Đi bộ. Lẽ nào an ninh đường bộ tốt hơn sao? Lắm chuyện. Các vị, nói đến việc đánh hải tặc, anh em chúng tôi vô cùng hổ thẹn. Nhưng tôi có một ông cậu muốn đi du lịch Đông Nam Á. Tôi bảo để tôi đi cùng ông ấy. Ông ấy nói ông ấy tự đi. Cậu anh bị mù, làm sao có thể tự đi được? Ông ấy nghe bằng tai, nghe thấy người giao bán bánh bà xã, là biết ngay đến Đài Bắc rồi. Người thấy ngồi vịt quay là đến Nhật Bản rồi. Còn nếu nghe thấy tiếng tuyết tuyết thì sao? Thì đến Hồng Kông rồi. Đúng rồi, trẻ con cũng biết hát là 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Đầu to, áo xanh, bắt không đúng người, miệng thổi tuyết tuyết. Thổi tuyết tuyết, bắt người không trúng, miệng thổi tuyết tuyết. Thổi tuyết tuyết. Thổi tuyết tuyết. Xuống đi, tuyết tuyết. Này thì tuyết tuyết này. Dừng tay. Dừng tay. Không được đánh. Không được đánh. Dừng tay. Dừng tay. Các vị. Các vị. Không nói thì làm gì có tiếng cười. Coi như chúng tôi sai. Nào, tôi mời mọi người một ly. Thôi được rồi, đường thủy cũng như đường bộ mà. Mọi người đều là người một nhà cả. Sao anh lại như thế chứ? Không phải chuyện của em. Anh làm gì thế? Chúng ta về thôi. Dù sao tôi cũng mời anh rồi. Người uống hay quần áo uống cũng thế thôi. Đi thôi. Quần áo của tôi cũng uống bia rồi. Tôi xin lỗi. Không cần khách sáo thế đâu. Bây giờ tôi cho anh 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, xin lỗi tôi. Thứ hai, không đời nào tôi chọn cách thứ nhất. Tôi chọn cách thứ hai. Lấy vũ khí. Thôi được rồi, người mình thôi mà. Người mình cái đầu ấy. Làm đổ cả vào tao, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Chuyện gì thế?
Chuyện gì thế? Hình như cảnh sát đường thủy đánh cảnh sát đường bộ ạ. Dừng tay, không được đánh nhau. Tất cả đứng im. Tôi là cảnh sát đây. Chúng tôi cũng là cảnh sát. Mày khổ rồi. Lát nữa, tao sẽ quay lại tìm mày. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Là em mà. Thủ này không trả thì không phải là hảo hán. 211. May mà tao vẫn còn nhớ mã số của mày. Tìm được mày, tao quyết không tha. 211. Ai vừa gọi tôi? Có chuyện gì hả? Bây giờ thì không sao nữa rồi. Hãy bắt tất cả những tên biết luật còn phạm luật kia lại. Vâng, thưa thủ trưởng. Đi đi. Cậu về nhà rồi nói. Vâng ạ. Ông rõ ràng biết chúng tôi sắp lên đường lại còn bắt người của tôi. Như thế chúng tôi xuất phát thế nào đây? Chỉ mười mấy người thôi mà. Mười mấy người đó đều là những người trụ cột của chúng tôi. Bọn họ không đi thì làm sao chúng tôi lái tàu được? Cấp trên cũng biết hết rồi. Cấp trên có biết cháu ông cũng có ở trong đó không? Nghiêm! Tôi thấy bọn họ có thể đi được rồi, đúng không? Mau cảm ơn đội trưởng Thích đi. Thôi không cần. Lần sau phải nghiêm túc hơn chút. Bố! Về nhà. Đội trưởng! Đội trưởng! Lần này phiền thủ trưởng đến thật ngại quá. Có gì ngại hả? Nếu lúc đó ở hiện trường thì tôi cũng làm như thế. Tôi cũng muốn cho phía cảnh sát đường bộ đó một trận từ lâu rồi. Nhìn gì mà nhìn? Rút quân. Nghiêm, bước đều, bước. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Dừng bước. Bên trái, quay. Vác súng. Hạ súng. Lần xuất kích này, đảm bảo phải thắng, không được phép thua. Rõ. Gặp giặc phải làm thế nào? Giết không tha. Bị thương phải làm thế nào? Không than phiền, không đau đớn. Bị hải tặc bắt tra hỏi phải làm thế nào? Nói. Nên làm thế nào? Cậu, lên đây. Nói. Còn không nói tao sẽ bắn chết mày. Được. Thả chết không nói, giữ kín bí mật. Cho xuống. Thưa, cuộc diễn tập đã kết thúc. Kính thưa các anh em của đội cảnh sát đặc kích đường thủy, chỉ cần các cậu mang theo mình một tinh thần quyết tâm đánh hải tặc, thì tôi nghĩ các cậu nhất định sẽ thắng lợi rực rỡ trở về đấy. Không thắng, không về.
Chúng ta đã mua 5 con tàu pháo hạm, sao bây giờ chỉ nhìn thấy có 3 thôi? Báo cáo, 2 chiếc tàu tạm thời do gì, không thể đi được. Tôi cứ nghĩ là tàu ngầm cho nên không nhìn thấy. Thiếu mất 2 chiếc liệu có chật không? Chật thì có chật, nhưng bây giờ không phải đi cưỡi ngựa xem hoa nên... Nên khi về sẽ không chật như thế nữa chứ gì. Xuất phát! Nghiêm! Bác xuống, bên phải quay! Bước đều, bước! Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy? Nhanh lên, nhanh cứu hỏa, báo cáo. Hai con tàu của ta bị nổ. Dập lửa, nhanh lên, dập lửa. Đã đóng cửa. Nếu có tàu đến Nam Dương, tôi sẽ sắp xếp cho anh đi. Anh theo tôi lâu thế, tôi nhất định không để anh thiệt. Bây giờ tôi có khách, xin anh ra ngoài trước. Trường Giang, gần đây cái cảnh sát đã tìm anh rất sát sao. Nếu không có chuyện gì thì anh đừng đi linh tinh nữa. Nhờ có tình báo của anh nên trước khi phía cảnh sát đường thủy xuất phát, chúng tôi mới kịp cho nổ tung tàu của chúng ta. Thực sự, anh làm thế là có lợi cho bọn họ. Nếu sau khi xuất phát mới nổ tàu, thì tôi e bọn họ sẽ phải ngập chìm trong nước rồi. Tôi thay mặt anh ba cảm ơn anh Châu. Không cần khách sáo như thế. Nói cho cùng, tàu của công ty chúng tôi được an toàn trên biển như thế, tất cả là nhờ sự quan tâm ưu ái của anh ba. Tôi phải cảm ơn anh ấy mới phải chứ. Anh hiểu được điều đó là tốt rồi. Anh ba mong anh giúp đỡ chuyện này. Tìm 100 chiếc súng như thế này. Cứ coi như chúng tôi đặt hàng mua ở chỗ anh đi. Chuyện anh ba dặn dò tôi nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Anh Sơ Cửu, chuyện này cứ giao cho tôi. Được, thế thì tôi về đây, mong anh giúp đỡ. Tôi không tiễn nhé. Ông chủ, đây là súng của cảnh sát, 100 chiếc, nhiều như thế thì lấy đâu ra? Đây là chuyện danh dự, dù thế nào ta cũng phải làm cho bằng được. Vấn đề ở chỗ, phải tìm người làm súng. Hay bảo Trường Sam làm? Không được. Trường Sam đang bị cảnh sát chú ý. Tìm Trác Nhất Phi. Trác Nhất Phi ư? Trác Nhất Phi rất đắt. Mua đắt bán đắt. Làm xong việc, hắn sẽ không còn mạng để đi đòi tiền nữa đâu. Thủ trưởng, đây là kế hoạch A mới mà tôi đề ra.我不拿了。哎，好好好。哎，伙计，三千一，三千一，我来。伙计，哎，要了。这个你拿拿。烂铜表一个，3块钱。是兵哥的。名贵金表一个，100块。 这张，哎，12张，哎，包子花，哎，你怎么当个人家事儿啊？八十，干什么？哎，对不起，飞哥，哎，刘亮。 这时候你敢打二万？我没打过二万，你没打过二万，明明是你打的。哎，你说对不对？他打的是梧桐啊，他没有骗你啊，对不对啊？不对，除非你发誓。好，我发誓。各位听着，我胡某人发誓，我打的是梧桐。如果我打二万的话，我就按手指不打好使。是梧桐吗？是梧桶。啊，算了。壁虎，哎，小小壁虎，打了挨打。来来来来。
Đặc điểm của kế hoạch: thứ nhất, mua thêm mấy con tàu mới nữa. Ông nên tiết kiệm công sức chút đi, về nhà mà nghỉ ngơi. Tinh thần của tôi rất tốt, không cần phải nghỉ ngơi đâu. Thứ hai là tuyển thêm người mới. Câm miệng, tôi không cho phép ông tiếp tục làm kế hoạch nữa. Ta quyết định hợp nhất cảnh sát đường thủy và cảnh sát đường bộ do đội trưởng Thích chỉ huy. Ông thay ta lo quyên góp nguồn quỹ giữ trật tự an ninh đi. Việc đánh hải tặc không cần ông phải lo. Nhanh, tránh ra cho khuất mắt ta. Mau thay quần áo đi. Tại sao lại phải thay quần áo? Có gì thì đi mà thắc mắc với cấp trên. Thế là thế nào? Tại sao lại bắt chúng ta mặc quần áo màu xanh? Không sai, không sai. Cảnh sát đường thủy bị giải tán rồi. Không cần phải quan tâm đến việc mặc quần áo gì. Có tiền thì làm gì chẳng như nhau. Chúc mừng mọi người, chúc mừng mọi người. Bây giờ đã trở thành cảnh sát đường bộ rồi. Chúc mừng mọi người. Về sau không phải khổ sở chịu sóng gió nữa. Thế còn đội trưởng? Tôi à? Tôi cũng thăng chức rồi. Bây giờ tôi là chủ tịch ủy ban quỹ giữ trật tự an ninh. Chủ tịch ủy ban gì nhỉ? Mau đi thay quần áo đi. Mau thay đi. Nghiêm, tất cả thay quần áo xanh. Đây là mệnh lệnh. Bây giờ cậu đi gặp đội trưởng Thích đi. Đi đi. Bộ trưởng Thích, tôi đến báo cáo. Cậu là cảnh sát trưởng cảnh sát đường thủy Mã Như Long đúng không? Bây giờ đã biến thành vịt đen rồi. Câm miệng! Thế cậu là cảnh sát đường thủy tôi không quản. Bây giờ cậu đã trở thành cảnh sát đường bộ. Cảnh sát đường bộ nói với cấp trên chỉ có hai chữ. Hoặc là rõ, hoặc là không. Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Nghiêm! Như thế mà là nghiêm à? Thế nào là nghiêm? Tôi cho cậu biết, ngẩng đầu, thẳng lưng, thóp bụng, thong mông. Không có gì đánh trúng được từ đầu mũi xuống dưới. Bây giờ nghe tôi hỏi, cậu mang số 213 Mã Như Long đúng không? Đúng thưa sếp. Cậu có phải là một người ngu ngốc không? Nói. Không thưa sếp. Tốt lắm. Báo cáo. Cháu đến rất đúng lúc, cậu ta là Mã Như Long. Còn vị này là đội trưởng phụ trách mảng tập luyện Hồng Thiên Tứ. Hồng Thiên Tứ đã đạt được rất nhiều thành tích tốt ở trường. Sau này anh ấy sẽ hướng dẫn tập luyện cho các cảnh sát đường thủy các cậu trở thành một đội đặc kích kết hợp giữa thủy và bộ. Không có việc gì nữa, anh ra ngoài đi. Quay lại, ngay lập tức đã quên ngay cách chào hỏi của cảnh sát đường bộ rồi hả? Rõ. Lần này thảm hại rồi. Từ ngày hôm nay cháu phải rèn luyện bọn họ. Muốn họ nghe lời cháu thì cháu phải nghiêm khắc ra oai ngay từ đầu. Rõ thưa sếp. Tập hợp. Nghiêm. Chào. Cậu, ra đây. Chào một lần cho ta xem.
Thóp bụng thẳng lưng cong mông. Ra kia làm 500 lần. Rõ thưa sếp. Tôi không cần biết trước kia khi các cậu là cảnh sát đường thủy là thế nào. Nhưng từ bây giờ, các cậu đã là cảnh sát đường bộ rồi, đặc biệt lại là một đội đặc kích kết hợp giữa thủy và bộ, thì nhất định phải có một cơ thể cường tráng, đầu óc nhanh nhẹn và một tinh thần minh mẫn tuyệt đối. 209, 214 ra đây. Vừa nãy các cậu nói gì? Anh ấy nói hai cô gái kia thật xinh. Anh ấy nói ngực tấn công mông phòng thủ, chân tay dài. Anh ấy nói không ai bị được. Hai cậu ra kia nói 100 lần. Hả? 1.000 lần. Rõ thưa sếp. Hai cô gái kia thật xinh đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, chân tay dài. Hai cô gái kia thật xinh đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, chân tay dài. Ai vừa cười? Thưa sếp là tôi ạ. Ra đây. Vừa nãy là cậu cười à? Không ai nhận thì tôi đành phải nhận thôi. Một mình cậu mà có thể cười to như thế à? Miệng của tôi to, cậu có biết làm thế sẽ bị phạt không? Tôi biết, ra kia cười 1.000 lần. Lô ra kia. Hai cô gái kia thật xinh đẹp, ngực tấn công một phòng thủ chân tay dài. Nghiêm, chào. Hai cô gái kia thật xinh đẹp, ngực tấn công một phòng thủ chân tay dài. Nghiêm, chào. Đằng sau quay. Đằng sau quay. Chạy bộ chạy. Báo cáo đã bắn. Nhưng chưa bắn thì cậu ta đã ngất rồi ạ. Làm cho cậu ta tỉnh lại. Phạt đi dọn tất cả các nhà vệ sinh. Hai cô gái kia thật xinh đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ chân tay dài. Hai cô gái kia thật xinh đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ. Này, gì thế? Lúc nãy tôi nằm mơ đánh cho tên tướng một trận. Điên khủng. Nằm mơ tiếp nào. Cảnh báo triệu tập gấp. Có việc gì mà bắt triệu tập gấp thế nhỉ? Triệu tập gấp thì tất nhiên là có việc gấp rồi. Cửa lời. Mọi người mặc quần áo vào nhanh lên một chút nào. Nhanh lên một chút. Nghiêm, chào. Tôi sợ các cậu tới qua uống nhiều canh quá, nên gọi các cậu dậy đi tiểu tiện tập thể. Mã Long. Có. Thưa sếp. Khi nào tiểu tiện xong thì cho bọn họ giải tán. Rõ thưa sếp. Bên trái, quay. Chuẩn bị. Đi tiểu, đi. Đội đặc kích chúng ta làm gì cũng phải nhanh gọn. 10 giây để tắm là đủ. Chuẩn bị. Bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mục đích tôi dành cho các cậu như thế là muốn các cậu trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể xoay được. Bây giờ đến lượt tôi. Thầy giáo, anh cũng phải xong trong vòng 10 giây chứ. Tôi là thầy giáo nên có thể lâu hơn 45 giây. Này, gắn bông nước đâu hết rồi? Đưa gáo lại đây. Đây là mệnh lệnh. Khi chúng ta thi hành bất kể nhiệm vụ quan trọng nào, cũng phải sử dụng vũ khí có khả năng hủy diệt cao nhất. Đây là lựu đạn loại mới nhất. Tôi tin các cậu chưa một ai từng dùng nó. Bây giờ tôi làm thử một lần cho mọi người nhìn. Đầu tiên phải rút ngòi, sau đó trong vòng 10 giây phải ném đi. Như thế nó sẽ nổ tung, hiểu chưa? Rõ thưa sếp. Miệng rộng. Đi nhặt về đây. Rõ, thưa sếp. Đổi chưa? Đổi rồi. Mã Long, cậu tự cảm thấy mình nổi bật nhất à? Không, thưa sếp. Thế tại sao lại đứng ở phía trước?
Bây giờ lần lượt mỗi người làm một lần. Mã Long, cậu làm trước. Rõ, thưa sếp. Thưa sếp, anh ấy vẫn chưa hiểu. Tôi hiểu từ lâu rồi. Thưa sếp, hãy làm lại một lần để chúng tôi xem ạ. Được, bây giờ tôi làm lại một lần cho mọi người xem. Đơn giản như thế, sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi đã đổi lựu đạn thật cho hắn. Đầu tiên rút ngoài, bây giờ mục tiêu của tôi là ở phía trước. Mọi người xem nhé, thưa sếp, đó là lựu đạn thật đấy. Mọi người có thể ngồi xuống. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là đi bắt tên tội phạm Trường Sam. Nhiệm khó khăn của chúng ta lần này chính là Trường Sam đang trốn trong câu lạc bộ những người quý tộc. Mục đích của nhiệm vụ lần này chính là bắt Trường Sam ở trong câu lạc bộ những người quý tộc. Điều nghiêm cấm của chúng ta lần này là khi bắt tên Trường Sam không được làm Phật ý giới thượng lưu trong câu lạc bộ. Vậy thì kết quả của nhiệm vụ lần này là bắt Trường Sam. Chuyện này một mình tôi không thể làm được. Cho tôi nghĩ đã. Tôi cứ tưởng trong nhất vì anh không chuyện gì là không làm được chứ. Anh nghĩ nhanh rồi cho chúng tôi câu trả lời sớm nhé. Các cậu nhớ rõ đây, trước khi chưa tìm thấy Trường Sam thì không được phép hành động tùy tiện. Đừng tưởng chúng tôi chưa bao giờ gặp giới thượng lưu. Xin lỗi. Cảnh sát đây. Xin hỏi các anh tìm ai? Đây không phải là thẻ hội viên. Chúng tôi là cảnh sát. Nghi ngờ bên trong có tội phạm, muốn vào trong lục soát. Các anh đợi chút. Nếu các anh không hiểu tiếng Anh, tôi có thể phiên dịch hộ. Tất cả những người trong đây đều là giới thượng lưu, không có gì để lục soát cả. Vì vậy các anh có thể đi. Và uống cốc rượu được không? Uống rượu ư? Mỗi tháng, các anh kiếm được bao nhiêu tiền? E rằng nếu đánh vỡ một ly ở đây, các anh cũng không thể đền bù nổi đâu. Đứng lại. Không được một phát. Hắn muốn vào báo tin bên trong, nên bước đi rất vội vàng. May mà không phải tôi làm vỡ, nếu không tôi không biết lấy gì ra đền đấy. Các anh có biết ông chủ của tôi là ai không? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết bà chủ của tôi là ai thôi. Được, vào trong xem có thể là biết ngay. Xem xong thì đi cho nhanh. Này, có gì để xem chứ? Trên tầng là phòng giám đốc mà. Đứng im, không được chạy linh tinh. Trường Sam, tao xem mày còn có thể chạy đi đâu được nữa. Trong đây tụ tập tất cả các tội phạm nguy hiểm của Hồng Kông. Chúng ta không cần phải đi tìm nữa. Trường Sam, tao khởi tố mày vì tội giết người, buôn lậu, buôn ma túy. Bây giờ khởi tố thêm một tội sỉ nhục cảnh sát. Đấy là lệnh bắt. To gan quá. Cậu Long, chúng ta đến đây phá án chứ không phải đánh nhau. Anh không sao chứ? Đánh hắn cho tôi. Ấy, các anh làm gì thế? Tìm một người tiếng Trung nói với chúng tôi. Hai anh phải chịu trách nhiệm với những tổn thất ở đây. Bắt lấy chúng. Thank you.
Bình tĩnh, anh nên tạm lánh đi. Không nhìn này. Dừng tay, dừng tay. Báo cáo. Các cậu đã có lệnh khám xét chưa? Chưa có. Mã Long, cậu nói xem. Tình báo nói rằng tội phạm Trường Sam đang trốn ở đây ạ. Thế người đâu? Hắn đang ở bên trong ạ. Hỗn xược. Các cậu tự ý đột nhập nhà riêng lại còn vu cáo tôi chứa chấp tội phạm. Đội trưởng Thích, ông nhìn xem thủ hạ của ông đã biến nơi này thành gì hả? Thiên thứ không hiểu chuyện thì còn có thể tha thứ được, vì cậu ta đang trong giai đoạn kiến tập. Cậu không thể không hiểu. Cậu, tại cháu ạ. Nói ít thôi. Mã Như Long, mau xin lỗi ông Châu đi. Xin lỗi, tại sao tôi phải xin lỗi? Bọn họ chứa chấp tội phạm, hành hung cảnh sát, tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Đội trưởng Thích, tôi sẽ tố cáo chuyện này với cấp trên của ông. Ông đã dung túng cho cấp dưới của mình đến bôi nhọ danh dự của tôi. Đứng lại! Tôi phải chứng minh cho ông thấy là tôi không vu oan cho ông ta. Tôi ra lệnh cho cậu phải xin lỗi ông Châu. Cậu có biết hậu quả của việc chống lại lệnh cấp trên không? Trước kia thì tôi không biết, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Bây giờ tôi không phải là cấp dưới của ông thì việc gì phải nghe mệnh lệnh của ông chứ? Không được để hắn lên trên. Công lao anh hưởng, lỗi tôi chịu. Alo, Mã Long. Khinh khỉnh chút nữa thì mũi của cậu sẽ không còn đâu. Bạn cũ thế nào rồi? Làm gì mà hực thế? Lâu lắm mới gặp, thế mà vừa gặp liền chút giận lên đầu tôi. Anh nhìn thấy hết rồi chứ? Tôi nhìn thấy anh đi vào đó, tưởng có gì hay, nên liền theo vào. Chuyện này cho tôi thấy, nếu chỉ dựa vào sức của một người trong một thế giới tà ác rộng lớn này thật không đủ. Nên anh nghĩ, tôi nên đổi nghề cùng anh làm giặc chứ gì? Nên đừng nặng lời, dùng từ giặc ở đây. Từ khi anh làm cảnh sát, tôi đã cải tà quy chính rồi. Nếu không thì sao tôi có thể sánh bước cùng anh chứ? Lần này anh từ chức không làm nữa, sẽ có rất nhiều người mừng thầm trong bụng đấy. Nói thế là thế nào? Ngày nào anh cũng đều đòi đi đánh hải tặc, nhưng một số người lại không thích điều đó. Không thể nào. Không thể. Mấy con tàu vừa mới mua chưa kịp khai trương đã bị nổ rồi. Rõ ràng bên trong có nội gian. Anh đoán mò, đoán mò. Tôi nói cho anh một bí mật. Người trong cục cảnh sát các anh cấu kết với quân anh bán súng cho hải tặc. Báo mới, báo mới. Con tàu chở khách ra đảo đã bị tấn công làm 3 người chết, 25 người bị thương. Báo mới đây, báo mới đây. Ai bắn súng cho hải tặc? Anh cần gì phải biết rõ như thế? Tôi muốn biết xem ai đã làm những chuyện trời không dung, đất không tha này. Anh điều tra kỹ như thế, có phải anh muốn lấy độc chế độc không? Ở đất Hồng Kông này tôi chỉ có thể thấy 4 loại người. Người có tiền thì tôi không thể làm được. Người nghèo quá nhiều, tôi không muốn làm. Cảnh sát tốt thì sẽ bị thiệt thòi nhiều. Tôi không làm giặc thì làm gì? Tuy tôi những muốn rửa tay tội lỗi, nhưng nhìn thấy những chuyện tồi tệ đó, tôi lại muốn làm xong vụ này. Đến lúc đó thì anh vì dân trừ hại, còn tôi vì phát tài. Thế nào? Ở đâu? Ngày kia, ở Vịnh Lưu Gia. Mọi thứ đã sẵn sàng. Túng của ông đây. Cảm ơn. Mau chuyển súng lên tàu đi. Rõ.
Xong rồi, giao cho ông nhé. Cảm ơn, tạm biệt. Ấy, sao đầu tàu lại di chuyển? Mau cứu máy lên đi. Có người, có người. Đầu hàng đi. Không được bắn. Đó là David. Chúng ta mau cứu máy đi. Các người có biết cướp súng là phạm tội không? Cấm miệng. Ông cấu kết với hải tặc, buôn lậu vũ khí, công khanh gian thần, phải chịu tội gì? Theo luật sư Trạm. Được, để ra pháp trường sư Trạm. Bốn bề đều là nước, lấy đâu ra pháp trường? Chỉ vì vậy mà tha cho hắn dễ dàng thế sao? Đã vậy tôi sẽ đẩy toàn bộ xuống nước. Tối đầy này. Tại sao ông không nhảy? Tôi không biết bơi. Quả nhiên. Thế thì làm thế nào là tốt nhất? Nể tình ngươi già cả, nên là ban cho ngươi một chiếc phao cứu hộ. Cho ngươi một con đường sống. Cảm ơn, cảm ơn. Cứu tôi với. Đi đâu hết rồi? Mau đến cứu tôi với. Cứu tôi với. Anh xử lý thế nào với những khẩu súng này? Bán, nhẽ nào lại để nó gì? Này, anh bán hay không tùy anh. Nhưng nhớ, phải xem người mua là ai. Đừng chỉ đẩy đến tiền nhé. Những khẩu súng này rất quan trọng đấy. Anh yên tâm đi, tôi sẽ bán giảm giá 50% cho chính phủ để làm cách mạng. Thế được chưa? Coi như tôi không nhìn nhầm người. Nào, cái gì thế? Ký hiệu này chỉ có tôi và anh biết. Nếu nó bị bung ra, không phải do tôi thì sẽ do anh đấy. Anh Phi, anh tắm xong rồi chứ? Tiền đâu? Đây là tiền, thế còn súng đâu? Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba. Tôi mang súng đến đây làm gì? Tiền không thiếu một đồng. Khi nào thì anh giao súng cho tôi? Lô súng đó tôi đang để ở một bè gỗ. Đợi khi trời sáng, tôi sẽ dẫn cậu đi đấy. Nhiều bè gỗ thế này, anh để trong cái nào? Rất dễ tìm. Tấm bè gỗ đó tôi đã đóng vải đỏ vào để làm tín hiệu đấy. Cậu nhìn kia, tại sao bè gỗ nào cũng có vải đỏ thế? Là cái nào hả? Chắc Nhất Phi, rốt cuộc bè gỗ nào có súng? Tôi nghĩ hay chúng ta lật ra xem hết vậy. Tìm hết mọi cái. Vâng. Chắc Nhất Phi, mày đừng có giở trò xảo quyệt nữa. Nếu không thì tao sẽ không khách sáo đâu. Đừng có dùng vũ lực. Tao biết, chúng mày mới đánh một tí là thế này rồi. Lô hàng này mày không nuốt được đâu. Chắc Nhất Phi ta là người như thế sao? Nếu mày không nói rõ, tao sẽ vứt mày cho cá mập. Tránh ra, tránh ra. Nơi này đều bị phong tỏa hết rồi. Hả? Cảnh sát đến rồi, đi thôi. Thằng khốn này, mày dám gọi cảnh sát đến. Không phải tôi. Các cậu làm gì ở đây hả? À, tôi đang bán gỗ. Bố của cậu ta sắp chết, nên cậu ấy muốn mua gỗ tốt để làm quan tài. Bây giờ làm quan tài là rất đúng lúc. Này, khu gỗ này cũng rất tốt đấy. Cậu cũng hiếu thảo nhỉ. Hôm khác đến chọn đi. Bây giờ chỗ này bị phong tỏa hết rồi. Vâng, thế chúng tôi đi nhá. Tạm biệt. Nhiều cảnh sát như thế, làm thế nào bây giờ? Hắn cũng không chạy xa được đâu. Đợi khi hắn vừa ra khỏi chúng ta liền cử ngay. Chúng ta cũng đi thôi. Báo cáo, tất cả nơi này đều bị phong tỏa rồi. Cậu Long nói súng ở trong những bè gỗ không có vải đỏ. Đi tìm đi, rõ. Tôi xin lỗi, cái gì? Cái gì? Lô súng đó không phải đội trưởng Thích bán cho hải tặc à? Không phải, bố em thay mặt chính phủ nhận hàng của quân anh. Tỉnh béo chết tiệt. Đang tán gái. Nếu bố em tìm được lô súng đó thì tất cả là công của anh. Này, sao anh biết súng giấu ở bè gỗ? Tôi à? Tôi nghe trộm được.
Tôi bị bọn chúng phát hiện ra. Thế lúc đó anh phải làm sao? Tôi bị mười mấy tên bao vây, nhưng bọn chúng đâu phải là đối thủ của tôi. Vừa đứng một cái hạ được một tên, đá một cái hạ được ba tên. Cuối cùng chỉ sót lại một tên béo cản được đường của tôi. Tôi và hắn đánh nhau tay đôi. Tôi đã phải xuất 36 chiêu, cuối cùng dùng một chiêu này liền hạ được hắn. Tôi nói với hắn, nếu lô súng này bị rơi vào tay hải tặc, thì thật sự không biết có bao nhiêu người bị gặp nạn nữa. Hắn liền cảm động nói cho tôi biết lô súng đó giấu trong bẻ gỗ đấy. Anh Long, anh thật tài giỏi. Tên tiểu tử thối kia, tôi cứ nghĩ anh bán đứng tôi. Về việc quan trọng gì, hóa ra chỉ vì một nụ hôn. Nếu biết trước thì tôi hôn anh là xong. Trong đây. Anh, lát nữa tôi sẽ quay về tính sổ với anh. Có nhìn thấy tên béo nào không? Tên béo à? Anh ta đã chạy ra ngoài rồi. Đừng tưởng anh không nói tôi trốn ở đâu là tôi cảm ơn anh nhé. Này, bọn ta rõ ràng nghe thấy giọng hắn ở đây mà. Anh ta đang ở trong này. Anh được lắm. Tránh ra. Này, các anh không nên đuổi tôi. Túng của các anh bị tên tiểu tử thối này lấy đi mất rồi. Anh Long, đi thôi, đuổi theo, đi. Xin chào. Súng ở đâu? Hỏi anh ta ấy. Nói. Đồn cảnh sát. Cái gì? Anh không biết bắt trộm thì để tôi bắt cho. Mày theo đuôi tao, thật không xứng đáng với tao. Tại anh bắn đứng tôi trước. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Lần nào đánh nhau tao cũng là người dẫn đầu. Khi chạy trốn thì dẫn đầu chứ gì. Mà còn nhớ lúc mày bị người ta lấy rìu bổ, tao đã cứu mày thế nào không? Mấy chuyện đó tôi chẳng việc gì phải nhớ. Được, tao cho mày một chiêu xem mày còn nhớ không. Chạy thôi. Đi nào. Đằng này. Theo tôi. Mau xuống dưới. Chặn chúng lại. Cô Hoa đâu rồi? Cô ấy không phải bạn gái của tôi. Làm sao tôi biết được? Này, nếu anh chạy được thì chúng ta gặp nhau cho có nhá. Em không đi được nữa. Đằng này. Nhảy đi. Đừng sợ, không cao lắm. Tôi nhảy cho cô xem nhé. Cô thấy đấy, rất dễ. Nhảy xuống nào, nhảy đi. Em vẫn không dám. Nhảy đi, không sao cả. Tôi sẽ đỡ cô. Nhảy đi nào. Nếu cô không nhảy thì bọn chúng bắt được sẽ bán cho nhà chứa đấy. Đi thôi, đi. Cô trốn ở đây nhé. Đứng lại. Chân em bị gãy rồi. Ôi trời, chẳng phải vẫn dính vào đồi đó sao? Đuổi theo. Cô chạy trước đi. Em ở đây này. Đưa tay cho tôi. Đi thôi. Nhảy như tôi đây này. Rất dễ nhảy. Nào, nhảy, nhảy. Anh Long, em vẫn ở đây này. Trời ơi, đại tiểu thư. Sao nhảy mà cô cũng không biết thế? Nào, trượt xuống thì biết chứ. Ôi, mông của em rất dễ chịu đúng không? Đuổi theo. Trốn ở đây.
Làm thế nào bây giờ? Cô cởi quần áo ra. Cởi quần áo ra làm gì? Trời ạ, tôi bảo cô cởi thì cô cứ cởi đi. Làm gì? Anh làm gì hả? Đây là phố hàng mã, mọi người phân ra tiền đi. Vâng ạ. Ai to gan thế hả? Đến xe đi tuần tra cũng dám đâm vào. Đội trưởng Thích. Cái gì? Là anh hả? Vâng, là tôi. Ông không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng anh lại có chuyện đấy. Tôi không không sao. Tôi đi trước đây. Đội trưởng Thích, hình như ông không cẩn thận đã khóa tay tôi vào thì phải. Tôi cố tình khóa anh đấy. Anh tự ý rời bỏ vị trí. Tôi không khóa anh thì khóa ai hả? Vâng, cứ cho là tôi sai. Lát nữa về đồn tôi sẽ báo cáo sau. Thả tôi ra đã nào. Thả anh ư? Bây giờ đồn cảnh sát bận tối bụi, người nào cũng xin nghỉ phép để đi tìm gì hả? Tìm thấy rồi ạ. Tìm thấy rồi à? Anh biết những gì nói ngay. À, tìm thấy cô vợ bị mất tích mà. Anh chỉ biết mỗi việc đi tán gái, chẳng biết gì cả. Theo tôi về. Đừng bắt tôi đi hướng này mà. Chiếc còng tay này tôi đã còng mấy trăm người rồi. Bình thường ta thích đi lối nào thì đi lối đó. Loại còng tay này tôi cũng đã còng 3-4 năm rồi. Bình thường tôi thích mở nó ra là mở được. Cho tôi mượn một chút nhé. Bắt lấy nó. Thổi cái gì? Để dành hơi mà đuổi theo đi. Mở khóa ra. Tránh ra, tránh ra. Chuyện gì thế? Ai đấy? Điên khủng, tránh ra, đừng chặn đường tôi. Đằng kia. Ở đằng kia, mau đuổi theo. Xin tránh ra, tránh ra. Chân cô hết đau rồi đúng không? Tránh ra, tránh ra. Anh không biết dừng xe lại à? Anh xe bị hỏng rồi. Tôi lại cứu anh một lần nữa đấy. Anh nói ít một chút được không? Tôi... Tránh ra, tránh ra. Thật nguy hiểm. Đưa tay cho tôi. Còn anh Phi? Anh Phi gì chứ? Đi cùng với anh ta thật suối quẩy. Đi thôi. Tôi cứu anh hết lần này đến lần khác. Anh lại hại tôi hết lần này đến lần khác. Người bạn như tôi, anh chỉ cần giới thiệu với mọi người là quen biết qua loa thôi. Anh còn dám mở miệng nói tôi hả anh à? Anh muốn đánh nhau chứ gì? Anh muốn đánh nhau thì tôi sẽ chịu anh. Trận đấu hữu nghị của chúng ta thì không khác. Bây giờ hãy đánh trận đấu vòng loại này trước đã. Không phục à, cho chết. Phản kháng à, cho chết này. Chúng ta đi thôi. Chặn đằng kia. Bọn chúng có súng đấy. Cứ bình tĩnh. Đồ khốn, xem chúng mày chạy đường nào.
lần này chúng ta được cứu rồi. Đội trưởng Thích, xin chào ông. Đội trưởng, sao lại trùng hợp thế? Lại gặp ông ở đây à? Bắt nó lại, lấy cắp tài sản của chính phủ, làm nhục cấp trên. Vâng, đúng rồi, tôi lái xe không cẩn thận, lại còn đâm xe vào người khác nữa. Cứ còng tay tôi đi. Còng thì còng, còng tay nó vào. Báo cáo, phía trước đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn đó là do tôi gây ra đấy, không sai, là tôi làm đấy. Hoa, Hoa. Không phải chú nói cháu đâu, nhưng cháu nhìn lại xem cháu ăn mặc giống ai hả? Còn không mau về đi, về đi. Anh Long, em về đây. Anh Phi, em về đây. Ừ. Này tên béo, tôi thấy cậu rất quen đấy. Mặt của tôi chưa từng bị bỏng, sao lại quen được chứ? Giọng của cậu hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Cha tôi họ Dư, giọng này ông đã nghe chưa? Tên béo, đừng hống hách như thế. Hống hách không phạm pháp. Tạm biệt. Món nợ của chúng ta sẽ tính dần. Tên béo, cảm ơn pha cứu hộ của cậu nhé. Không cần khách sáo. Đúng rồi, đuổi theo hắn, bắt lấy hắn. Người đâu? Đội trưởng Thích, có chuyện gì ạ? Đi bắt tên béo lại đây. Đó. Chính tên Mã Như Long kia đã lấy súng của chúng ta. Suýt nữa thì tôi quên. Loại khóa này anh muốn mở là mở được à? Tôi không thể mắc lừa anh lần nữa. Đội trưởng Thích, thả tôi ra. Đội trưởng Thích, đội trưởng Thích, bắt tôi về đồn đi. Đội trưởng Thích, tôi là kẻ rất háo sắc mà. Tên tờ tử thối này, mày thích lấy độc trị độc à? Ông là ai? Súng ở đâu? Nào, lại đây. Nói mau, lô súng đó ở đâu? Nói mau, nói mau. Nói.
Cậu Long, cậu chịu một chút nhá, tôi sẽ đến cứu cậu. Em phải lấy vải bông đến đây. Không cần đâu, không kịp nữa rồi. Anh Long, Long, cậu không sao chứ? Tôi không sao, nhưng tôi có thể chứng minh được một điều. Điều gì? Trên thế giới này thực sự có lực hút của trái đất đấy. Bắt tất cả về, rõ. Thuyền trưởng, phía trước có tàu. Không cần lo lắng, đó chỉ là con thuyền rách nát thôi ạ. Xung quanh đảo có hải tặc, phải cẩn thận đấy. Rõ. Xin chào. Tôi vốn nghĩ sau khi thiếu tướng hải quân đến là có thể lập lại đội cảnh sát đường thủy để đi đánh hải tặc đấy. Nào ngờ đến cả ông ấy cũng bị bọn hải tặc bắt. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào đây. Ý kiến đề xuất của tôi là lựa chọn các cảnh sát đường bộ biết bơi để thành lập ra một đội cảnh sát đường bộ đánh thủy, phong tỏa biển, không cho tàu thuyền đi lại. Như thế làm sao được? Chúng ta đều sống bằng vận chuyển hàng hải. Nếu 3 tháng không cho tàu thuyền đi lại, hải tặc sẽ hết thì tôi không chắc. Nhưng tôi có thể khẳng định được rằng chúng ta sẽ tự mình hủy hoại buôn bán của mình đấy. Ngoài phương pháp phong tỏa đường biển ra, thì có còn cách nào khác không? Thủ tướng hải quân chúng ta đang nằm trong tay hải tặc. Bây giờ nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là cứu người. Nếu thiếu tướng hải quân có chuyện gì không chắc, thì tôi chỉ có thể nhanh chóng thu xếp về nước thôi. Bất chắc, dù là không chắc hay bất chắc, thì hôm nay tôi gọi ông đến không phải là để dạy tiếng Trung. Ông Châu, mời vào. Thủ trưởng tôi đang họp. Ông Châu, mời ngồi. Vâng. Mọi người cứ họp đi nhé. Tôi phải tiếp khách. Thật xin lỗi.
Tôi thấy hải tặc bắt người là vì tiền. Tôi có thể bỏ tiền để chuộc lại thiếu tướng, nhưng thiếu mất người trung gian. Tôi phát hiện thấy rằng chỉ có tàu của công ty ông là chưa từng bị hải tặc cướp, cho nên ông chính là người thích hợp nhất. Ông hiểu ý tôi rồi chứ? Ông Murphy, cảm ơn sự tin cậy của ông. Tôi luôn mong muốn được làm chút việc gì đó cho chính phủ, nhưng gần đây tôi có mấy anh em bị cấp dưới của ông bắt giữ. Không có gì, tôi sẽ ra lệnh cho họ thả người ngay. Tôi rất ganh tị với những người nhận được huân chương của nữ hoàng Anh đấy. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp cho ông. Cảm ơn. Cạn ly. Vì sự an toàn của đường hàng hải, anh em chúng tôi có những lúc phải bí mật đi lại với hải tặc. Nhưng làm người trung gian thì tôi nhất định đích thân đi một chuyến. Tôi muốn có 100 khẩu súng loại mới để làm lễ vật đi gặp hải tặc. Nếu chuyện đó có thể cứu được thiếu tướng hải quân, thì tôi có thể suy nghĩ yêu cầu của ông. Được, tôi đợi quyết định của ông. Ông họp tiếp đi, tôi xin cáo từ. Tôi nhất định sẽ liên lạc lại với ông. Tạm biệt, tạm biệt. Ai? Báo cáo, tôi là Mã Nhi Long, cảnh sát đường thủy. Nhưng từ lâu trong con mắt của ông đã không còn cảnh sát đường thủy nữa rồi. Ông định làm gì? Thiếu tướng hải quân bị bắt giữ. Nghe nói khôi phục lại đội cảnh sát đường thủy. Cho nên tôi trèo vào để nghe trộm tin mừng này. Nào ngờ nghe phải một cuộc trao đổi mua bán bị ổi. Cậu thì biết cái gì? Tôi làm việc đó là vì sự an toàn của thiếu tướng hải quân. Tại sao ông không nói là vì cái ghế của ông? Từ trước đến nay có biết bao nhiêu người bị hải tặc bắt giữ. Chính phủ Hồng Kông các ông liệu có bỏ tiền ra để cứu người được không? Câm miệng! Ông câm miệng mới phải. Mỹ bảo an là do đội trưởng Thạch vất vả lắm mới quyên góp được. Tất cả đều do người Hồng Kông quyên góp lại đóng tàu đánh hải tặc. Ông lại vì vị kỷ cá nhân tự ý lấy công quỹ ra chuộc người. Ông làm thế có xứng đáng với người Hồng Kông không? Một lãnh đạo cấp cao không những không bắt người cấu kết với hải tặc, lại còn tặng cho ông ta huân chương đi cầu xin hải tặc. Nữ hoàng bảo ông đi giữ trật tự an ninh kiểu thế à? Ông rõ ràng biết hổ ăn thịt người, ông lại còn nuôi béo nó. Ông có biết bọn hải tặc mà có được lô súng đó thì sẽ cướp bao nhiêu tàu, đặt bao nhiêu cảnh sát đường thủy không? Ông chỉ biết chơi đồ cổ, nhưng ông có biết bao nhiêu người vợ ngày đêm mong ngóng chồng về đoàn tụ? Chẳng nhẽ ông muốn họ trở thành hoàn vọng phu sao? Cậu tưởng là tôi không muốn đánh hải tặc à? Cậu tưởng người Anh thích đầu hàng sao? Đánh hải tặc cần rất nhiều pháo hạng. Cậu bảo tôi lấy gì để đi đánh hải tặc đấy? Lý do là chúng ta không đủ lực để đi đánh hải tặc. Nhưng chúng ta vẫn còn trí khôn mà. Tôi không tin bằng lực lượng và trí khôn của chúng ta mà không dẹp được hải tặc, cứu được thiếu tướng hải quân. Thế cậu có cách nào không? Không có. Không có. Mọi người cùng nghĩ mà. Chỉ cần chúng ta không nản chí thì sẽ có cách. Chuyện này tôi giao cho cậu. Cậu thay tôi chịu trách nhiệm. Rõ, tôi sẽ lập lại đội cảnh sát đường thủy. Được, cậu đi đi. Rõ. Cẩn thận nhé. Chào thủ trưởng. Tạm biệt. Cảm ơn sự quyên góp của quý bà. Tạm biệt. Tạm biệt. Bố ơi, bố nhìn kìa. Cờ của cảnh sát đường thủy đã kéo lên rồi kìa. Dừng bước, dừng. Chuẩn bị, nghiêm. Bác xuống. Chào. Phụng lệnh của cấp trên, tiếp tục thực hiện kế hoạch A. Cứu tôi với. Người đẹp, đừng đi. Đuổi hắn đi nhé. Vâng ạ. Đi.
Bây giờ không sao nữa rồi. Ông Châu, cảm ơn ông. Sao cô lại biết tôi? Ở Hồng Kông ai mà không biết ông Châu đây? Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Tôi muốn đi mua ít mì. Mua mì à? Đặng ơi, mau đi mua cho tiểu thư đây ít mì. Vâng ạ. Ngoài đây gió to. Mời lên xe. Cô gái này cũng khá xinh đấy chứ. Đúng thế. Thật không ngờ ông Châu đây có tiền có thế, nhưng vẫn rất chu đáo với phụ nữ. Thực tế bất kể ai nhìn thấy một người xinh đẹp như cô cũng đều làm như thế mà. Có chuyện gì rồi? Chúng ta phải đến xem thôi. Làm gì thế? Em nhìn thấy chiếc xe có tiếng động, sợ cô ấy. Sợ cô em thiệt à? Chiếc xe này không cần người quản lý. Đóng cửa vào. Vâng ạ. Này, cầm hộ tôi. Đi đâu thế? Tôi đi giải quyết. Nhanh lên nhá. Ôi, khỏe thật. Nhanh lên chút. Ôi, dễ chịu quá. Đi thôi. Long, không được làm vậy. Bây giờ tôi không phải là cảnh sát nữa. Có gì không thể chứ? Chúng ta đã phải liều mạng với hải tặc. Ông lại đi câu kết với hải tặc. Bây giờ tôi phải đánh chết ông. Cậu Long, đừng cản tôi. Đồ khốn. Long, cậu đánh chết ông ta. Chúng ta biết ăn nói thế nào với cấp trên đây? Đúng thế, cứ tiếp tục đánh thế này, rất dễ đánh chết ông ta đấy. Sợ gì chứ, cứ bảo là ông ta chống cự, muốn chạy trốn. Chết ngoài ý muốn, chẳng phải là ổn sao? Thôi Trường Hồng, xin anh đứng ra lấy lại công bằng cho tôi. Tôi sẽ đánh như thế với một điều kiện ông hay nói ra mối quan hệ của ông với hải tặc. Và ông đã liên lạc với hải tặc bằng cách nào? Không cần nhiều lời, loại người này bắn cũng phí đạn, tránh ra. Đừng giết tôi, nếu các anh hỏi gì tôi sẽ trả lời đó, không sai nửa lời. Còn nói dối thì sao? Nếu ông ta nói sai nửa lời, chúng ta sẽ chết chết ông ta. Ông đã liên lạc với hải tặc bằng cách nào? Nói mau. Tôi nói, vào ngày mùng 2 và 16 hàng tháng, thuyền của hải tặc thường đỗ ở trụ cầu Tây Vực. Bọn họ đã lấy quần áo và ba dây pháo để làm ký hiệu. Này, người lái đò, có đi đến cửa hàng bán pháo không? Đến đó làm gì? Để đốt pháo. Ông dùng gì để đốt? Dùng ba que hương dài. Thế ông đốt que hương nào trước? Ba que đốt cùng một lúc, thiên hạ thái bình. Tên hỏi quý danh của ông. Anh đang lái thuyền hay điều tra hộ khẩu đấy? Thế anh không cần phải hỏi nhiều như thế. Anh có đi hay không? Đúng mật khẩu đấy. Mời ông lên thuyền đi. Tôi phải mang theo cả lô quà tặng này nữa. Tôi sẽ phái người truyền hộ ông. Về đợi tin tức. Kéo buồm lên. Ngủ trong đó lâu hơn chút nữa tôi sẽ bị say mất. Tao anh cũng phải ở đây. Thế sao anh ở đây? Anh đừng linh tinh nữa. Tôi đang đi đến đảo hải tặc. Tôi cũng thế. Anh không thể đi, nguy hiểm lắm đấy. Anh không thích tôi đến đảo hải tặc chứ gì? Được, vậy thì tôi bảo họ quay trở lại Hồng Kông nhé. Thôi, tôi sợ anh rồi. Mau trốn đi nhanh lên. Phải bắt tôi trốn trong cái bình rượu đó à? Tôi không dám đâu. Nhanh lên. Ông Châu, sắp đến rồi ạ. Lần này tôi đi để cứu thiếu tướng. Nếu có cơ hội, tôi sẽ bắt hết bọn hải tặc về. Có chế khí, nhưng đừng tính sổ tôi nhé. Anh không làm vướng chân tay tôi, coi như đã giúp tôi rồi. Anh yên tâm, làm người, tôi cũng phải có tôn chỉ của mình chứ. Anh làm tất cả đều là vì dân trừ hại, còn tôi vì tiền tài danh lợi. Chắc chắn như vậy nhé. Được.
Tôi thông báo với đại ca, ông Châu đến rồi. Đi làm kia. Qua đây giúp chuyển đồ. Qua đây giúp chuyển đồ đi. Xin mời. Ông Châu, mời. Ông Châu, mời. Châu Vĩnh Linh, đảo chủ. Không ngờ một tên hải tặc trong con mắt những người có học lại trở thành một đảo chủ. Anh Châu, nghe tên đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Đâu dám, đảo chủ vốn được kính trọng như thế mà. Đấy, đừng gọi tôi là đảo chủ nữa. Tôi đến hàng thứ ba. Ông ba, tôi năm nay mới 35 tuổi, nhưng giờ mưa dãi nắng nên nhìn già hơn anh Châu đây. Anh ba, người anh em, thà nào anh lại buôn bán giỏi thế. Đều nhờ có sự quan tâm của anh ba đây, cho nên các con tàu của chúng tôi chưa từng bị đánh. Anh nghĩ cướp tàu dễ như đạp tàu à? Tôi đã phải lấy cả tính mạng của mình ra để giành đấy. Huống hồ năm nào anh cũng đưa lễ vật đến tặng tôi, cho nên chỉ cướp ít tàu đi mà thôi. Nhanh lên chút. Lát xuống. Đây là lối xuống mà anh ba cần. Còn chỗ rượu này tặng cho các anh em uống. Nghe nói lô súng này có điều rất khó khăn, đều tại tôi sắp xếp không chu đáo, nên đã làm người anh em Lý Sơ Cửu. Đấy, đó là do mạng của cậu ấy ngắn. Người anh em, đừng dần vào cái chuyện này nữa. Đại ca, đúng là đồ tốt. Không phải đồ tốt thì sao anh Châu đây đích thân đưa đến? Thực ra lần này chính phủ Hồng Kông đã cử tôi đến nhờ cậy anh. Chính phủ Hồng Kông là gì? Đó chính là những người đứng đầu Hồng Kông. Họ bảo anh đến đánh chúng tôi à? Anh thật hay đùa, mấy ngày trước anh đã cướp một con tàu của Anh Quốc. Đồ đốc nhờ tôi là người trung gian đi cầu xin anh thả tên người Tây đó ra. Đồ súng này xin tặng anh ba đây. Tôi xin nhận thành ý của đô đốc. Tôi xin nhận súng, nhưng không thể thả người được. Anh ba, nếu anh đồng ý thả người thì tôi có thể rõ ràng nói trước mặt đô đốc được. Thế thì đừng nói với ông ta nữa. Anh ba, anh Châu, tối nay có tiệc sinh nhật, tôi tròn 35 tuổi, anh nhất định phải lại đây uống rượu chúc mừng tôi nhé. Nhất định rồi, còn chuyện đó, đấy, chuyện đó cứ thế nhé. Người đâu, sẽ xếp chỗ cho anh Châu nghỉ ngơi. Ông Châu, mời. Vâng. Anh Châu. Các con đường trên đảo quanh co gấp khúc, rắn rết nhiều vô kể. Nếu không có chuyện gì, thì đừng đi lại nhiều nhé. Cảm ơn sự quan tâm của anh ba. Khiêng đồ vào trong. Vâng ạ. Ông Châu, mời. Rốt cuộc khiêng đi đâu thế? Khiêng xuống hầm. Đặt vào cùng những thứ quý giá thật nguy hiểm. Không, cá khô, rau khô để dưới hầm, còn những thứ quý giá thì được để trong kho. Để xuống cùng với cá khô, rau khô rất dễ gì. Đúng thế, anh nói rất đúng. Nếu đến nhà kho thì anh dẫn đường đi. Sao, anh không biết đường à?
Tôi mới được điều về đây 2 ngày, cho nên vẫn chưa từng biết đến nhà kho. Thế anh cũng chẳng biết tôi là ai đúng không? Tôi phải xưng hô với anh thế nào đây? Không phải chuyện của anh, không cần biết. Đầu tiên xuống hầm cũng lập. Chẳng phải anh nói xuống để thùng cá kho và rau sẽ bị gì sao? Gì thì mai, đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên, phải bắt đầu rồi. Uống nhiều chút, uống nhiều chút. Nhanh lên. Chính là ở đây. Bây giờ chúng ta phải trèo qua ngọn núi này. Đi. Tiệc bắt đầu rồi đấy. Vâng, biết rồi. Mọi người ở đây đợi lệnh của tôi đi kích ứng cho cổ long. Để dành ít rượu cho tôi nhá. Khẩu lệnh. Khẩu lệnh thì không có, nhưng thủ lệnh thì có đấy. Thủ lệnh gì? Đứng lại. Khẩu lệnh. Người Câm đến gặp Lạt Ma để mượn cành đồng. Lạt Ma cởi áo cà sa đang trồng dưa. Lạt Ma không biết người Câm mượn cành đồng, liền tặng anh ta quả bí đỏ. Người Câm ngậm hoa cởi quần phun khí để ra hiệu, nhưng Lạt Ma không hiểu nên tặng anh ta quả bầu. Người Câm trợn mắt há miệng, Lạt Ma hiểu ý nên tặng anh ta con ếch. Nó có nghĩa là gì? Khẩu lệnh gấp. Ta hỏi ngươi còn hơn để ngươi hỏi ta. Khẩu lệnh. Ngũ hành phiếm đả. Đi đi. Khi vận may đã đến, nói linh tinh bậy bạ mà cũng đúng. Khẩu lệnh. Ngũ hành phiếm đả. Đúng thế. Muốn lừa ta, làm gì có loại khẩu lệnh như thế. Thái Bảo, anh Long, là anh à? Bọn họ ở đâu? Ở đằng kia. Anh Long đến rồi. Thầy giáo Hồng đâu? Anh ấy đi tiếp ứng cho anh rồi. Lẽ nào người vừa nãy là anh ấy? Miệng rộng đi theo tôi. Còn mọi người cứ ở đây nhé. Sao mình lại bị dần một trận nhỉ? Lẽ nào mình nói sai khẩu lệnh? Khẩu lệnh của bọn mày là gì? Trăng soi sáng rực. Cậu ra đằng kia. Khẩu lệnh, trăng soi sáng rực. Hình như không phải. Mình lại nói sai à? Hả? Anh Hồng. Sao lại như thế? Hai người cẩn thận một chút, nhất định không được để lộ đâu đấy. Châu
Ông Châu, ông đến đây làm gì? Không có gì, chỉ mang chút đồ cho các anh thôi mà. Ai là thiếu tướng hải quân? Là tôi. Được rồi, hành động theo kế hoạch. Chúc mừng anh ba. Anh Châu, sao đến muộn thế? Phạt anh một bát. Chúc anh ba tung hoành năm châu, hùng bá bốn biển. Anh Châu, nào, lại đây. Ngồi đi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu tên cây đó giữ lại cho tôi hao tốn lương thực, chẳng thà tặng cho anh mang về còn hơn. Đa tạ anh ba. Xin mời anh ba một ly nữa. Này, hay gọi mấy cô gái Tây đó ra nhảy nhót cho vui. Thôi, không cần đâu. Mấy cô gái Tây đó đã bị nhốt lâu thế rồi, chân tay bùn rùn chắc chắn, nhảy chẳng ra gì cả. Này thế này nhá, các anh em. Nếu ai vật tay thắng anh ba đây, tôi xin tặng chiếc đồng hồ vàng này cho người đó. Anh ba, anh biết vật tay không? Được. Nhìn nhá. Ai vật cùng ta? Tôi. Anh Sơ Cửu về rồi ạ. Mau dẫn tôi đi gặp đại ca đi. Lý Sơ Cửu. 36 kế chuẩn vẫn là thượng sách. Bây giờ anh Long đang gặp nguy hiểm. Một mình chạy trốn, không hay cho lắm. Nhanh lên. Ấy. Tôi là Trác Nhất Phi. Trác Nhất Phi. Bây giờ tôi đến để thông báo với mọi người rằng anh Long đang ở bên trong. Nếu chúng ta không cứu, anh ấy sẽ chết chắc. Tại sao? Lý Sơ Cửu quay về rồi. Thế thì phải làm thế nào? Làm thế nào ạ? Thứ nhất, chỉ một mình hắn chết. Thứ hai, tất cả chúng ta chết. Bây giờ phân chia ra hành động. Nhân rộng, cậu đi theo tôi và cậu Long. Thái Bảo, cậu cho tất cả mọi người lên tàu, sau đó cho nổ tất cả tàu thuyền. Cho tàu thuyền nổ xong rồi, thì lập tức rời khỏi đây ngay. Còn các anh thì sao? Nếu thì đã nổ xong thuyền mà vẫn chưa thấy chúng tôi quay lại, thì đừng đợi nữa. Thái Bảo, lần này tỷ lệ sống sót của chúng tôi là 1/10. Nếu như tôi chết, thì anh nhất định phải kể với mọi người rằng tại sao miệng rộng tôi lại chết nhé. Miệng rộng, tôi thấy ghen tị với anh, có một cơ hội tốt thế này, vì nước quên mình mà. Không cần phải ghen tị đâu, hay chúng ta đổ. Anh đi cứu anh Long, còn tôi đi đổ tàu thuyền. Ấy, không cần đâu, việc của ai người đấy làm. Này, anh có biết nó sống ở đâu không? Biết. Đi. Cho anh một cái. Đưa cho tôi cái chùy này làm gì? Đại ca, Sơ Cửu, đại ca, cậu vẫn còn sống sót à? Cậu về là tốt rồi. Đại ca, chúc anh năm nào cũng như hôm nay. Được, được. Đại ca. Đại ca, may mắn em vẫn còn sống quay về gặp đại ca. Anh Châu. Anh Châu nào chứ? Châu Vĩnh Ninh. Anh Châu đến đây à? Anh Sơ Cửu, anh...
Anh chắc tôi hôm đó không cứu anh đúng không? Tôi muốn nói là tôi không ra mặt giúp anh à? Anh không có nghĩa khí chứ gì? Mọi người đều là người trong nhà cả. Đại ca, anh ấy, anh Châu lẽ nào lại hại cậu? Anh ba, anh cứ để sơ kiểu rồi tôi đi. Tôi cũng không dám chắc một lời. Đại ca, tôi không còn mặt mũi nào đến đây gặp các anh. Để áp tải đưa súng cả anh ba, tôi đành xấu hổ vác mặt đến đây. Anh thật to gan vì đã đến đây chứ gì? Anh muốn thế nào, tôi sẽ làm thế đó. Anh không được nói đi. Trước mặt anh ba, tôi chết cũng không oán trách. Anh không phải là Châu Vĩnh Linh. Đúng thế, tôi đã không còn là Châu Vĩnh Linh năm xưa từ lâu rồi. Đại ca, anh ta thật sự không phải là Châu Vĩnh Linh. Ấy, sơ cửu, anh ba, sơ cửu nói đúng. Châu Vĩnh Linh năm xưa đã chết rồi. Tôi nhát gan sợ chết. Tôi vô tội, tôi không xứng đáng là Châu Vĩnh Linh. Anh Châu, đừng gọi tôi là Châu nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Châu Vĩnh Linh. Tôi không phải. Sơ cửu, em xem, em đã làm gì thế này. Anh ba, tôi xin cáo từ. Anh Châu, anh ở lại đây đi. Không cần đâu anh ba, anh cứ coi như tôi chưa từng đến đây. Đại ca, không ổn rồi, đại ca. Gì thế, đại ca? Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Các anh em không thể chống cự được nữa thôi. Các anh em, ra ngoài tiếp ứng. Anh vẫn chưa bị bắt à? Anh vào đây làm gì? Nếu không phải quay lại cứu anh, thì tôi đã là nhà tỷ phú rồi. Tại sao cảnh sát lại mò được đến đây? Đến xe cửu, nhất định anh đã dẫn cảnh sát về. Thảo nào mà anh đã ngồi tù rồi mà vẫn có thể ra được. Đại ca, đừng nghe hắn nói bậy. Đứng im. Đến xe cửu, không ngờ anh đã dẫn theo Mã Như Long về. Mã Như Long là ai? Hắn chính là cảnh sát đường thủy Hồng Kông đấy. Lý sơ cửu, anh đã lập được công lớn, nhất định sẽ được khoan hồng. Đại ca, hai tắc. Đầu hàng đi, cảnh sát đã phong tỏa hết hòn đảo này rồi. Đừng dọa ta, Hồng Kông mau đưa ra nhiều cảnh sát như thế. Đúng đấy đại ca, em nhìn thấy xung quanh đảo đều là cảnh sát, không còn chỗ mà đứng. Có người đứng cả xuống biển mà. Thổi phồng này. Không thổi phồng sợ đại ca lại không tin. Lý sơ cửu, không ngờ ngươi lại dẫn cảnh sát đến. Bây giờ em nói gì cũng vô dụng, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Anh Long không sao, mau rút lui thôi. Bây giờ làm sao mà rút lui được? Bọn mày không thể chạy được nữa, tàu sắp bị nổ hết rồi. Đại ca, bọn họ sẽ làm nổ hết tàu thật đấy. Hả? Nổ? Giết chết bọn chúng! Ném lựu đạn, chặn tất cả các lối đi, không cho chúng có thêm người vào tiếp ứng nữa. Anh Châu, không cần anh ra tay, cứ để tôi. Mày không phải là Châu Vĩnh Linh. Tôi đã nói với ông từ lâu rồi, tôi không phải là Châu Vĩnh Linh mà.
Này này, tại sao anh cho nổi hết thế? Tôi phải chạy đêm nay. Mau ra đây. Có phải anh muốn làm khó tôi không? Nếu tôi ném tất cả các lối đi để hải tặc vào thì chúng ta chết chắc. Hay anh vào giúp anh Long đánh hải tặc đi. Này, anh thật sự phải đi à? Anh đừng muốn tôi à? Điểm khủng. Này, sao anh lại quay lại? Lựu đạn nổ. Hải tặc, mày không còn lối thoát nào nữa. Mau đầu hàng đi. Đến chết tao cũng không đầu hàng. Các anh định nhấn chết tôi à? Mở vừa nó vào trong đi. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Bây giờ tất cả các lối ra đã bị chặn hết rồi. Chúng ta ra bằng cách nào đây? Tôi vẫn còn một quả lựu đạn mà. Căng bồng lên, hạ thấp xuống 18 độ Tây. Này, từ đây về đất liền còn bao xa nữa? 126 thước nữa. Cần thế sao? Không thể nào. Tại sao tôi không nhìn thấy đất liền? Đó là tôi nói từ đây xuống đáy biển. Buổi sáng hướng mặt về phía mặt trời, lưng phía đông, trái nam phải bắc. Này, hình như buổi sáng mặt trời mọc ở đằng đông thế phải. Đúng thế. Sai hướng rồi, chuyển hướng. Cậu định hướng kiểu gì thế hả? Chúng ta đã đi được 3 ngày 3 đêm rồi, sao bây giờ mới nói nhầm hướng? Anh ơi, vừa mới có mặt trời thôi. Cãi nhau cái gì? Bây giờ biết sai vẫn còn kịp. Miệng rộng, đi theo hướng gió. Chuyển theo hướng gió, chuyển. Này, bây giờ mặt trời xuống núi chứ không phải đang mọc. Lại nhầm hướng, mau chuyển hướng. Cái gì?
La 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 la